Bốn, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Hôm nay là thứ năm ngày 17 tháng 8 cả nhà. Bây giờ bốn sẽ cập nhật cái tình hình xây nhà của bốn cho con anh Hồ để cho cả nhà cùng biết ha. Mấy Tâm lấy xin nó tông chân. Tâm tông chân chú hả? Tâm. Tâm. Tâm ơi. Tâm nhìn cho ông bà xem nè. Tâm đen này thì giỏi lắm luôn á. Đúng không? Tâm này giỏi lắm ấy chứ, Tâm tự chơi rồi. Tâm ít cuốn em lắm mà nói là dạ thưa, giỏi lắm á. Đúng không Tâm? Nay con giỏi rồi đúng không? Đúng không? Im lại. Còn phía trong kia là ba cha con anh Hồ đang nằm ngủ. Có một em bé. Cho nó ngủ hả anh? Dạ cho nó ngủ, nó buồn ngủ à. Buồn ngủ khóc hả? Bé đang buồn ngủ nó khóc nên thôi để cho anh Hồ anh ru cho nó ngủ cả nhà ơi, cho nó đang buồn ngủ nó khóc để đi ra ngoài kia xem người ta đổ vật tư nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, đã đổ vật tư rồi ra này. Hồi nãy là bốn ở bên từ nhà bé Mơ bên Hậu Giang á, xong rồi cái là muốn quay bên đó trao tiền cho nhà em Mơ, anh chạy qua anh đây hơi muộn. Em chào anh Giang nha. Rồi. mà bên vật tư đổ lúc mấy giờ vậy anh? Lúc 7 giờ mấy á anh? 7 giờ hả? Sớm vậy hả? Ủa vậy mà mấy anh, mấy anh mấy chú ở đây cũng tranh thủ đi sớm chứ sợ nước đồ ha. Giờ làm trụ luôn. Cái trụ đây là bao nhiêu mét vậy anh? Trụ này cột thằng ba. Cột trụ này là 3m8. 3m8 ha. Còn trụ cái là phía bên đây chứ đúng không? Đúng rồi. À, cái đây là 4m5, còn đây 3m8. Không, trụ cái là... Không phải có cái độ chút xuống vậy đó. Chưa sắt tới 5m nữa. Dạ. Gạch là bấy nhiêu đây? Chắc đổ trước thôi chứ chắc chưa đủ đâu anh ha. Thì đổ trước có xài từ từ có đó. Làm trước đã ha. Ừ. Nào gần hết cái mình kêu lên. Dạ đủ thiếu mình kêu sau nữa ha. Đây đá bên này là xi măng cả nha. Xi măng Cần Thơ. Một bao xi đây là bao nhiêu tiền anh Giang? Bao xi này trong cái to cũng tính ra này. À vậy hả? Còn cái kia là để đổ trụ cả nha. Trộn. Ui chào ơi. Bừng đổ cát lên đây. Trời ơi. Ở đây vận chuyển cát rồi khó khăn ấy cả nhà. Như ở trên chỗ mà đường đi ngon lành, cái xe chạy tới, xe bên chạy tới cái nó đổ cái ào cái phỉ. Cát đá phải gánh từng gánh như thế này đây. Mà đi ở trên cái này nó cũng khó nữa chứ đâu phải đơn giản đâu. Đi này lúc đầu đi chắc không quen đâu ha. Tập chắc cũng gian trung lắm nha. Một tuần mới quen hả chú? Là lúc đầu mà chú đi bưng giác cái này té chưa? Chưa. Chưa té hả? Ừ, đi từ từ. Ui chào ơi, cái vai ổng có cái cục gì ổng bỏ vô trong hay cái gì vậy? Cái vai của chú bị sao cả nhà? Ổng đi gánh nhiều quá, cái vai nó nổi lên cái cục gì luôn hay sao? Đây là cát. Hôm nay đổ vật tư đổ cả ngày luôn á cho nha, chứ không phải là đổ nhanh đâu, đổ cả ngày luôn, xong rồi cái là ngày mai mới bắt đầu chính thức khởi công làm phần trên. Nhưng mà bữa nay thì anh Giang đồ đây cũng có cột làm trụ hết luôn rồi nè, cột sắt đồ hết rồi nè, không biết là hôm nay có đổ không. Hôm nay đổ luôn không anh Giang hay là phải ngày mai? Thì ngày nay đổ luôn. Mà mình cột hết luôn hả? Đổ phân nửa trước à. Đổ hàng này trước à. Dạ. Thì đây em thấy cũng làm sắt cũng gần xong rồi mà.
cột cột là sẽ gần xong rồi. Chú mệt không chú? Mệt chứ không? Bác thấy từng ít vậy chứ mà mệt lắm cả nha. Đi ở trên cái này nữa nó cũng không vững nữa. Bên này là anh Lâm làm sắt để làm trụ cả nha. Cái này hình như mua chứ không phải làm. Còn ở trên 4 là phải có người đi làm. Mình anh làm bên đây. Mình anh làm bên đây thôi hả? Ủa là có ba chú cháu làm thôi hả? Ừ, bữa nay đâu có biết trật tự lên chắc nào đâu có kêu thêm. Dạ. Mai á. Mai mới kêu công làm đông đông ha. Ừ. Hình như mấy cái dòng vuông đó là mình mua chứ đâu phải là mua. Mấy anh em làm đâu đúng không? Mua. Dạ. Như ở trên em là tự làm luôn. Ờ, mua không ạ? Cứ đóng kiếm một miếng ván lớn lớn á. Miếng cái cục cái đó, đây cũng cái dạ. Cây lớn lớn đóng vô xong bắt đầu ngồi bẻ. Mình bẻ lâu hơn. Tốn công lắm. Tốn công hơn. Dạ. Mua đâu có nhiều đâu, cái này với cái bẻ nó đâu có nhiều tiền, mắc hơn đâu có nhiều. Dạ. Mà đỡ tốn công mình ha. Mà trật tư ở dưới nó có máy bẻ nhanh. Ủa cái này là người ta làm bằng máy hả? Bẻ máy. À vậy xu cho nhanh. Này càng ngày phải cải tiến dần ở làm máy móc chứ cứ làm công thủ công không là sao chịu nổi ha. Ừ. Tiết địa kiệm được chút nào hay chút nấy chứ cứ làm công tay chân không mà không biết chừng nào xong. Ở đây sao bằng máy được. Dạ. Chỉ máy vô đưa vô khoảng mười mấy cái sắt cái đó vô bẻ cái xong. Mình mua cái đây là mình đỡ tốn cái công mà ngồi làm nữa nha. Thành ra cái chi phí nó còn giảm xuống nữa. Này là sắt mấy anh? Sắt 10. Đây là 10 hả? 10 là 10 ly là 1 sen đó phải không? Đây là sắt 10. Dạ thì cái ở trong xây dựng thì người ta nói vậy đó. Làm sắt 10 cho chắc. Gạch. Cái nhà bốn vừa xin phép để đi xuống ở dưới này để có thể là quay cho cả nhà cùng xem ha. Nhưng mà đi cái này nó rung đi từ từ chứ không dám đi nhanh. Mấy chú đi rầm. Ô, con qua xíu đây chú. Ô, con qua xíu. Con qua. Ồ rồi, cảm ơn chú. Quay mà à. Nói quay cái ổng nghe vậy cái ổng đi ẻo cái ổng té nữa cái vui á. Nói chứ làm lành nghề biết bao nhiêu năm rồi dễ gì té. Một cái thuyền như vậy đổ cát đá cùng với xi măng. Là cái đây là chiều mình xuống nữa không chú? Chiều mình đổ nữa không? Để chú lại là để nghe. Cái này là mình đi một xà lan hay là chiều đi nữa hả chú? Đi một xà lan hả? Một xà lan đây hả? Là xong rồi hả? À dạ. Nếu mà tưởng là phải đi thêm mấy xà lan nữa chứ. À, chắc đổ từng ít xuống làm xong là thiếu tới đâu là gọi tới đó làm. Này cụ ai là người nấy là tự xúc tự bưng. Thường ở trên 4 thì không làm những kiểu như vậy cả. Chia ra người thì xúc rồi người thì gánh. Đó, xong rồi mệt là đổi. Nhưng mà do cái công việc này nó nặng đó cả nhà, nếu mà làm như ở trên 4 thì chắc nó cũng không đều đúng không? Đó, người thì đào bới vậy thì nó khỏe quá, người thì vác thì nó lại mệt. Ủa, nắng no mà đi làm những cái việc nặng như thế này. Cực.
Làm như thế này một công được bao nhiêu tiền chú? Ăn khối nè. Ăn theo khối hả? Dạ. À. Đi lên nè. Ờ, có chỗ cho mấy chú làm. Đi xuống quay một chút cho cả nhà cùng xem thôi. Tại cả nhà cũng thông cảm ha. Tại vì đó là có những người đó, họ ở dưới miền Tây này á, thì quá quen với cái việc này rồi. Nhưng mà đối với những người ở miền Trung, Tây Nguyên hoặc là miền Bắc thì cái công việc xây nhà của họ nó khác. Mỗi nơi mỗi khác cả nhà. Nên là bốn qua cũng quay một chút cho những người mà chưa bao giờ thấy hoặc là chưa biết á, thì có thể là xem được và biết được cái việc xây nhà ở đây thì họ sẽ làm như thế nào. Đó, sẵn đây thì bốn cũng cập nhật cái tình hình xây nhà từng ngày vậy đó. Rồi cho quý cô chú anh chị xem để biết được là cái tiến độ như thế nào để mọi người yên tâm ha. Chứ không phải là mạnh thường quân đổ tiền vô rồi cứ ngâm đó rồi không làm kéo dài đồ này nọ thì không đúng đâu nha. Mọi người cứ yên tâm ha. Nhiều khi mình không quay á, là quý ông bà cô bác không có biết được, không biết là nhà của Hồ làm tới đâu rồi ta, đúng không? Thì mọi người có thể xem được. Ví dụ như cả nhà xem được cái video này á, có thể cho bốn một lượt like video và một lượt đăng ký kênh ha, để có thể là theo dõi những cái video mới nhất về cái tình hình xây nhà của nhà anh Hồ nha cả nhà. Đó. Gần xong rồi, ở dưới chỉ còn một chút nữa thôi, mấy chú cũng nghỉ ngơi một chút uống nước. Quay ông ơi, ông đi ở hội té vậy. Ủa, là mình là cũng ở bên chỗ Duyên Hải luôn hả anh? Chú, vậy là mua vật tư đồ xong rồi bơm cát là cũng bên chỗ anh Duyên Hải luôn. Là mình đi cái ghe này là xong rồi hả chú? Đúng. À vậy mà cứ tưởng là đổ cả ngày luôn á chứ? Không có, tại vì mình cái này làm hết ghe nghỉ ha. Như bây giờ như một cái chuyến này thì mấy chú đồ đấy chia trung bình ra hay là sao? Chia trung bình. Là chú nhắm thử là bữa nay mà làm được bao nhiêu hả chú? Khoảng cả 300 ngàn. 300-400 ha. Thì đi từ lúc mấy giờ chú? Đi rồi 6 giờ sáng là chú bắt đầu đi làm hả? Là mình có phải là từ vựa mình phải giác là lên ở trên này không, hay là nó có máy nó múc lên cho mình? Thì nó xuống thì máy móc nó móc xuống, còn lên thì gánh lên. À xuống dưới thuyền á là có máy móc đồ múc hết. Cũng đỡ ha. Xong rồi lên mấy chú là lên trên này là cứ gánh lên như thế này đây. Nhưng mà chắc cũng có nhiều chỗ là xe ben đồ nó vô tới nơi thì nó đổ, xe chạy tới nơi đổ chứ ha chú à. Đúng rồi. Chứ đâu phải chỗ nào cũng quát như vậy đâu. Giờ có đường thấy xe vô tới nó chạy xe đi ben luôn à. Dạ. Mà ví dụ như chú làm cho anh cho bên Duyên Hải này, ngoài cái việc này rồi còn làm cái việc gì nữa không? Cũng có làm ruộng. Không đi làm ruộng nữa hả? Là làm thuê hay của mình hả chú? Của mình đi thuê luôn. Đấy hả? Ừ. Rồi khi nào mà bên Duyên Hải này gọi thì mình đi mình kiếm chút nữa ha. Đúng rồi. Dạ thì nói chứ em sợ không có công việc, chứ có công việc mình cũng ráng cũng làm chú ha. Dạ cũng mong có công việc đều đều. Nhưng mà mấy chú cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, mình làm cũng phải giữ gìn sức khỏe, mình đừng ham việc quá làm ngày làm đêm. Dạ thôi con chào chú nha. Dạ. Vậy là xong rồi hả chú? Chưa hả, nghỉ một chút hả? Nghỉ mệt một chút đúng không? Còn một chút nữa làm cho xong luôn. Chắc 11 giờ là xong ha. Bây giờ 10 giờ rồi nè. 11 giờ là chắc xong thôi. Anh đi vác cái này là mấy giờ là anh đi? 6 giờ xuất phát. Vậy hả? Vậy ai cũng giống nhau ha. Mà em thấy cái vai của anh bị sao vậy? Nó bị mình gánh, người ta không có, mình hơi thịt mình hơi khác hơn ta chứ. Nó có chắc mỡ. Nhưng mà ý là trước khi anh làm công việc này có bị chưa? Nó có bị ít à. Ít hả? Rồi đi làm ra càng làm nó là càng lên ha. Thì, cả nhà. Em quay một chút ha. Cả nhà có thấy nó nu lên không? Lúc đầu là em tưởng là anh kê cái gì vô cho nó đỡ đau. Ôi chào ơi, nó sưng lên hết luôn cả nhà. Mà giờ còn đau không anh? Không. Không à, quen.
Dạ, đang miết ra thói quen rồi luôn à. Trời ơi, vậy mà em tưởng là thường mình bỏ cái gối hay cái gì vô á để đỡ cắn đỡ đau á. Chắc thịt mình cái chắc mỡ. Dạ. Vậy chắc cái giờ anh gánh mạnh hơn mấy người kia ha. Đố có đâu. Cái công việc này á đi thường xuyên không anh? Có công việc thường xuyên để làm không? Tháng này tháng 7 cũng ít chị. Tháng mùa nắng, tháng 3. Như mình là đi theo chuyến vậy thôi chứ đâu phải là nhân công chính thức của bên đấy đâu phải. Mình chỉ là bốc vác bên Duyên Hải thôi. Dạ. Còn bên làm nhà bên Viện Trần Đề á, ngay xã Lưu Tú á. Dạ. Là mình đi làm ở đây cứ sáng, tính theo khối là mình ăn vậy thôi ha. Ừ. Chứ đâu theo phải số lượng. Dạ. Mình ăn sản phẩm ít ăn ít, nhiều ăn nhiều. Dạ. Chứ đâu phải là bên nhân viên đâu, nhân viên người ta phải trả lương cứng. Đúng rồi. Có việc không có việc người ta cũng phải trả tiền rồi, ví dụ đây, người ta bồi mình làm thêm. Một ngày lấy một ngày. Còn mình đây là mình làm theo ngày. Thậm chí là theo khối luôn. Đúng, đúng rồi. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Ừ. Cái gạch đây là hồi nãy là ghe mình cũng chuyển lên hay ghe khác vậy anh? Ghe này nè. Cũng ghe này luôn. Ừ. À, vậy là gạch ở chắc ở trên. Cát đồ cao chắc ở dưới. Ừ. Chuyển gạch lên. Ủa gạch là mình cũng dùng cái này mình gánh lên luôn hả? Đúng rồi. Ồ. Tại hồi nãy em đang ở bên Hậu Giang em chạy qua. Hậu Giang. Dạ, em cứ nghĩ là phải trưa trưa mình mới đổ á. Bây giờ hóa ra mình cũng tranh thủ mình đi sớm ha. Cũng có khi là sắp xếp đồ từ hồi bữa qua rồi. Hồi bữa qua là bên đấy báo qua là không có người gánh, không có người khuôn vác lên. Nên là phải đi chậm một ngày. Dạ. Thôi em cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ. Là một cái ghe đây chắc chưa xi nhê gì đâu phải không anh Giang? Chưa đâu. Ừ. Tại mình không có chỗ để mình lấy trước nhiều thôi. Mình lấy trước ít để mình làm xong rồi chừng là mình kêu dần dần chứ không có chỗ đổ hả? Không không. Dạ. Ở đây em thấy hình như vật tư rồi di chuyển đồ khó khăn hơn mấy chỗ kia nhiều anh ha. Rất khó khăn. Bởi vì công cán nó nặng hơn người ta đó. Công đồ cũng mắc hơn. Làm cũng cao hơn. À thôi được rồi mà bốn chúng chỉ quay một chút cho cả nhà cùng xem để cập nhật cái tình hình xây nhà của nhà anh Hồ cho cả nhà cùng xem thôi ha. Còn bây giờ bốn xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.